Thì đây cả nhà ơi, đây là màn hình HP. Cái tivi em nó bị hư rồi cho nên là em tận dụng cái màn hình này nè, mình không có xài đến nữa, mình xài tivi nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi nha. Thì cái màn hình HP của em thì nó có hai cổng. Cổng VRA nè cả nhà. Và đầu nối VRA nha, ra cổng VRA. Đấy, chứ nó không có audio cổng nào nữa hết trơn nha cả nhà. Thì để riêng đây đi ha. Đây là em xài truyền hình mặt đất nha cả nhà. Đây, cái ổ áp nó ra nha cả nhà. Đó. Đây là các cổng của nó nha cả nhà. Đây. Đây là cổng anten. Đúng không? Cổng USB. Cổng này là cổng HD nè cả nhà. Đó, cái này là mấy cái nút mà dạng mà cái lỗ mà audio dưới màn hình nữa cả nhà. Đấy. Còn đây là đầu VRA cả nhà. Qua HD22 nha cả nhà. Đây, đầu quay ra và đắt HD22 đây nha cả nhà. Chuẩn bị cho em một sợi dây cáp quay ra dài nha cả nhà. Đây. Nó có hai đầu nha. Đây, đầu quay ra mình có đầu đây nè, mà ở đây là mình nói vô đây nè cả nhà, nói vô màn hình đó. Đây. Dài có khoảng chừng 1 mét nha cả nhà. Đây. Cái đầu này thì mình nói vô đây, trực tiếp vô đây luôn cả nhà. Nó có hai nút mình dặn sát vô luôn cả nhà, đặng cho nó lấy màn hình á, nó bị nó sắc nét, nó không có bị giật các cả nhà. Đây chắc rồi đó cả nhà. Đây là nó có cổng ra đây cả nhà. Đây cái cổng VGA của nó nè nha. Giờ mình nói vô cái đầu này nha cả nhà. Đây. Mình ghim chặt vô luôn cả nhà. Đây nó cũng có hai nút này, mình dặn sát vô luôn nha cả nhà. Đây là nó ra đầu HD nha cả nhà. Đây thì hiện tại mình có lỗ HD nè cả nhà, đúng không? Lỗ HD á, thì mình ghim vô cái lỗ HD này luôn. Cái HD này nó qua cái đầu HD, nó qua đầu VRA là lấy hình ảnh đồ sắc nét đồ cả nhà. Đây mình coi đúng chiều mình ghim vô nha cả nhà. Đây nó ok. Cả nhà nếu mà có tiền á, cả nhà mua nguyên cái cục này về luôn. Nó có đầu VRA nè, nó có đầu audio auto luôn, là cái chuôi USB á cả nhà. Thì cả nhà gắn vô mấy cái loa hiện tại mà loa mà nó có chuôi USB á, mình gắn vô là trực tiếp vô thôi là ok, là nghe là ok luôn. Còn cái đầu VGA nè, nó qua HD22 là mình xài cho cái màn hình nó lên hình thôi nha cả nhà. Đây cả nhà, còn nữa cả nhà. Đây là cái bộ dụng cụ của cái màn hình nha cả nhà. Đây là dây điện để mình cắm vô cái màn hình đó cả nhà. Thì đây nó có một lỗ ghim vô cái màn hình, lỗ đây là cả nhà. Đây. Đấy, ghim vô. Nó có cục này nó mới ra cái màn hình HP được cả nhà. Này cái cục của cái màn hình nó đi theo luôn á cả nhà. Còn cái đầu này là đầu ghim mình ghim vô cái ổ điện á cả nhà. Thì đây cả nhà kiếm cho em mấy cái đầu này cả nhà. Cái đầu mà ghim mấy cái lỗ này cả nhà. Đó. Đầu một cộng cũng được mà ba cộng cũng được, tùy theo đầu mình kiếm một cộng cũng được thì dễ hơn. Đây mình kiếm phần audio đó cả nhà. Đây cái phần audio này mình ghim vô nha cả nhà. Đó, ghim vô audio một cộng thôi nha cả nhà, đặng mình truyền qua cái loa cả nhà, đặng cho nó hát cả nhà, nó có tiếng cả nhà. Bắt đầu mình ghim màn hình nha cả nhà, màn hình trước đi, màn hình đi. Xong rồi mình ghim cái ống áp này nha các nhà. Đây. Đấy. Đây là nó có một cái dây sống. Dây sống này mình phải ghim vô cái đầu bên đây cả nhà. Đây là dây sống của nó nha. Đấy. Ok. Bắt đầu. Thì đây cả nhà ơi, đây là cái lo kẹo kéo cả nhà, em xài cho cái tivi luôn á cả nhà. Tại vì em không có lo nhỏ cho nên là em xài cái lo lớn lớn này nha cả nhà. Đây là nút âm lượng nha cả nhà. Đây, cái phần audio nè cả nhà, đấy audio nè cả nhà. Thì cái dây mình cả mới cắm ở chỉnh đó cả nhà. Đây, cái phần audio nè cả nhà.
Trước khi mình bật lên thì mình mở cái này nha cả nhà, chứ mình không có mở bộ Bluetooth gì trơn á, mình cứ để như vậy. Trước khi mình bật mình nghe TV á, thì mình dặn nhỏ âm lượng lại nha cả nhà, rồi mình hãy mở từ từ lên nha. Đây cái phần audio rồi cả nhà, đúng không? Đó. Cái chuôi màu đỏ nãy mình gắm ở trển rồi cả nhà, giờ mình gắm vô đây lại nha. Đấy. Mình gắm sát vô luôn nha cả nhà. Đây, âm lượng mình mở lớn lên nha. Đang phải vui, ta quên hết. Ta quên hai người họ. Vậy ta ngoài tiền đi. Đừng Đó. đừng đừng đừng. Hiện Ok tại chưa là cả tài nhà? sản của hai người, tổng cộng chỉ có mấy người chúng Đây, ta. Để càng cho hai này người một phòng còn trộn càng đi. dặn lớn là càng Trời lớn sắp nha. tối rồi, có đừng đi đâu. Đi mau về mau. Trong nhà còn có rất nhiều việc. Được rồi, mọi người xem. Ngày mai hai người thành thân. Mà mùi đây Đây, đã quẳng ra trước ok chưa rồi. cả nhà? Đây còn chưa gặp cửa đó. Đã Đây. quẳng đi năm đến nhà mình. Bà thích, Ngày bà đỏ thích. đây cả nhà. Đây đi theo nha. Đây. Dặn nhỏ lại nha cả nhà, đây. Rút ra nè. Ghim vô lại nè. Dặn lớn lên nè. Dừng xe, Đó. mau dừng xe. Ok chưa cả nhà? Màn hình nè cả nhà. Đấy. HP nè cả nhà. Đây, đang coi phim nha cả nhà. Năm 2024 đến nay, tình hình sản xuất của Nghe rất công là ty ok nha rất cả khởi nhà. sắc, đơn hàng dồi dào nên công ty cần tuyển lao động từ 500 đến Lớn 2 nhỏ nhân là ok nha cả công. nhà. Trung bình mỗi Nhỏ ngày, nè. công ty tiếp nhận tại các Lớn nè. phòng vệ từ 30 đến 40 hồ sơ ứng tuyển, nhưng vẫn Giờ chưa hết đủ phim rồi số cả lượng nhà. lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất. Thì clip em cũng tới đây thôi cả Hiện nhà ơi. nay, vẫn Cả muốn nhà tiếp thấy tục hay thì cho em tìm một like, kiếm một thêm đăng ký nhân kênh để ủng công hộ cả lao nhà. động tại sàn giao dịch việc làm Đây. hiện nay. Quá VIP luôn. Ngân hàng